Ê, các bạn nay đi nhăn lưới cá nha các bạn. Có mua lưới rồi nè, giờ mình nhăn cái con săn này nè, thử có cá không nha. Nó con săn này chắc cá nhiều á. Thử coi có dính cá không. Nó con săn này chắc cá nhiều á. Thử coi nước sâu không. Sâu dữ xịn không luôn rồi. Lưới đây, lưới. Bơi qua tôi cũng xịn ở dưới nhiều lắm luôn á. Các bạn giờ mình đi lưới cá nha. Mà xong dưới đây nó sâu thiệt các bạn rồi. Chào anh chị em và anh bạn nha. Bữa nay mình với bạn đi lưới cá. Lưới mới mua các bạn chờ xíu nha, để thử mình thử coi có cá không các bạn. Cái chì nó nặng quá không chìm nè, chìm mà miệng nó có ấy rồi được hả. Nó cay nhiều tại vì đây đâu có ai vét đâu. Nước cơ này không có vét bởi vì nó sình dữ lắm, một lớp luôn á, cả gần cả mét á, nửa mét. Cá nó quần quá trời các bạn. Ô nước này chắc mình câu dính không? Nước trong này. Đâu có mồi đâu câu. Bắt đầu đi câu lưới nha các bạn. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình thu lưới. Không biết thu nào á, còn không biết có hay không nữa. Rồi quay địa điểm khác nha các bạn.
Đồ chào các bạn, mình đang lưới thì mình giờ đang chờ nha. Thấy có cái anh này anh câu cá. Câu cá rô. Ồ, cá nhiều dữ vậy trời. Câu không dính à. À, thả trà xuống rồi nó nhóc ở dưới trời. Ồ, cá nhiều đó. Cái sặc á. Đó, cá bự không phải sặc đâu. Này có mấy cái trà á. Dưới mấy trà nó sống. Nhưng mà thực ra là cũng khó chơi lắm. Nó con cá to là nó nhào vô đấy nó đớp liền à. Nó chạy nó rút liền mình dứt đâu được. Ờ cái này ngồi lấy lưới bao quanh á. Đứt cái luôn, đứt nhỏ á. Sao? Ngồi lấy lưới bao quanh luôn. Dạ ông bơi xuống động nó đi xuống ác liền. Như nãy trên đó thấy đầy không? Mà làm mấy vòng nó đi bỏ xuống đây chứ mà. Đó, hồi đập cá cho nó bay lên trên. Câu trứng kiến hả? Trứng kiến này dễ bị sức lắm nè. Nó mềm quá. Làm câu không? Mồi đâu câu? Đang mới mồi nè, ổ kiến này thào. Tới các bạn ơi. Rác nhiều nhưng có dính cá gì đâu. Cá à? Không. Con nào? Không ăn ủi hả? Không ăn ủi gì chứ. Nóng ghê cả. Cảnh. Cảnh gì trời. Ấy tôi là cái gì? Người ta bắt cá thôi. Nhìn hỏng lên trời chứ nổi. Câu lưới rồi bạn. Đó. Ông quay cái này xuống chưa? Rồi, giờ thâu lưới xuống nè. Đó, thâu lưới lên. Rồi, để bao nhiêu đó thôi. Thâu hết lên để thử được bao nhiêu con cá. Có cá nha các bạn mà không biết nhiều ít rồi để đấy, được rồi được rồi để bao nhiêu đó rồi lên nãy này đào cá đâu mẹ con dính rác không cá đây sặc nè có rô nè con cá kia nó sảy ở đâu rồi cá tê sảy đâu rồi sảy rồi trời ồ thấy cá chê tê nó trơn mà dính có hai con các bạn
phải uống gì đâu. Tại cá tre sớm tôi nói ông bắt đi, không bị bắt, để đi, để cá tre nó trơn, nó đâu có dính, nó dính hai ngạnh xong, nó bươn qua hai ngạnh là nó sớt lên rồi. Giờ hai lớp khó, khó. Trời, cái lớp này lớn ủ mà. Gỡ tới thôi. Đó. 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 Chết luôn rồi hả? Chết. Nãy cá tê dính mà nó chảy luôn trời. Nãy cá rô bự mà sao cá rô này đâu cá rô đồng ta? Nãy cá rô phi mà. Cá rô phi to mà. Nãy tôi dỡ lên thấy cá rô phi mà trắng phêu rồi sao cá này đen thui vậy? Sảy rồi. Lưới tại lưới nó nhỏ, lỗ lưới nó nhỏ mà. Bị sảy rồi. Dính cái đầu đó. Ừ, nó có. Các bạn đi thả lưới là có được bao nhiêu cá thì các bạn. Được 4 con cá. Không được nhiều ha các bạn. Được 4 con cá nha. Móc cá rô, sạch. Video đến đây là hết rồi các bạn. Các bạn xem nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ giùm mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn nha.